Hôm nay, hai chị em sẽ cùng mẹ mang gà sang nhà má hai, một người dì mà cả hai chị em vô cùng yêu quý nên rất háo hức. Thế nhưng đột nhiên mẹ lại có khách gọi, nên tạm thời hai chị em sẽ được giao phó trọng trách giữ nhà giúp mẹ. Sau khi mẹ vừa đi khỏi, hai chủ nhân bất đắc dĩ của ngôi nhà liền giải phóng tự do cho chú gà con. Dạ anh hai kìa, gà con ơi, mày lại với tao đi. Nghe nghe. Chị hai rất là nguyên tắc và nâng niu của chú ngày gà lúc này. Đó có một vị khách đến nhà. Cho cô hỏi thăm ở đây cho thuê nhà trọ không con? Dạ. Ngay lập tức mở cửa và đưa ra lời cảnh báo đầu tiên. Ở một nhà trọ với cha. À vậy hả? Con đang ở nhà với ai? Với mẹ. Mẹ con về nhà làm tiền. À vậy hai đứa đang ở nhà có một mình thế hả? Phòng trọ ở đâu? Con dắt cô đi coi phòng trọ được không? Con muốn thuê phòng trọ đó. Ấy ok. Ờ, tụi con dắt cô đi được không? Cô nhưng sợ chó. Nhưng mà sợ chó. Cô coi có được. Vốn tính đa nghi với người lạ nên Suri có vẻ rất hờ hững, trong khi anh chàng Ken thì lại có vẻ rất nhiệt tình. Mấy con ơi, phòng trọ đi giá bao nhiêu một phòng? Con đâu có biết. Một phòng giá. Con không biết hả? Cái kiếm gà. Thấy cậu em trai có vẻ đang đi xa khỏi tầm mắt, Suri bỗng có chút lo lắng và liền nhắc nhở. Thôi con chơi. Sao vậy? Vậy đó? Con đang dẫn đi đâu? Hả? Con đang dẫn cô đi đâu? Đi xuống nhà. Và lần này thì Suri tỏ rõ thái độ khi một lần nữa khẳng định. Hết phòng trọ rồi. Hết phòng trọ rồi hả? Sao cô thấy ở ngoài đó còn treo bảng kìa? Treo bảng phòng trọ nhưng mà hết phòng trọ rồi. Rồi thôi cô chào hai đứa nha, cô đi nha, chiều cô quay lại nha. Dạ. Rồi bye bye hai bạn nha. Và trước thái độ lạnh lùng của Suri, cuối cùng cô khách cũng đành từ bỏ ý định của mình. Được không? Dạ. Hôm nay quả là một ngày bận rộn của chị em Suri và Ken khi lần đầu tiên trong nhà và lại phải liên tục tiếp khách thế này. Có anh Ken kìa. Anh Ken anh mở cửa liền vậy đó hả? Anh nhiệt tình quá. Mặc dù chẳng mấy hào hứng tiếp khách nhưng vẫn phải ra dáng chủ nhà. Và giải pháp là... Ken ngồi dọn lên. Thành phố còn đâu? Thành phố đi công chuyện rồi. Con dắt thành phố cứ tìm thành phố được không? Để chú mua lan chú đi chợ. Trước những câu hỏi có phần hơi dò xét của chú, cô nàng Suri đã một lần nữa khẳng định lại vị thế trụ cột gia đình tạm thời của mình. Mẹ con về nhà làm móng, ông có đi công chuyện. Ở đâu? Là con bé. Móng ở đâu? Con dắt chú đi nha. Ở dưới tiệm. Chị con dắt chú đi, xíu mẹ nha. Ừ. Sao vậy? Sợ xe đụng. Sau khi đi vào trong nhà một lúc lâu, thì Ken cũng mang ra một ly nước. Tuy nhiên... Nước này con lấy từ đâu? Uống được không đây? Con đâu biết. Trời ơi. Mày sao con biết rồi không lấy cho em? Xem ra lần này Suri phải đích thân đi lấy nước cho chú để đảm bảo an toàn rồi. Lấy trong bàn. Quay vào nhà một lúc để lấy nước cho chú, cho đến khi quay trở ra thì... Em mới vào đây mà. Phát hiện ra sự biến mất của em trai, Suri bắt đầu hoảng hốt và tìm kiếm xung quanh. Thế nhưng... Tiếng gọi ngày một to hơn, gấp gáp và lo lắng, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Jay này! Có lẽ giờ đây, Suri đã bắt đầu thật sự cảm thấy lo sợ. Nhà đẹp quá. Thì ra cậu em hiếu khách đã tranh thủ dắt chú ra tham quan vườn lan sau nhà. Thì qua kia vừa qua đây, thấy nhà ông cố liền, chưa có chó. Có không? Ngồi mà xuống.
Và anh chàng cứ vô tư mà không hề biết rằng chị gái của mình đang lo lắng đến nhường nào. Dì này! Dì nữa đâu? Ra dưới nè! Ra đây! Thì quẹo qua! Quẹo qua xong rồi thì quẹo qua một cái nữa. Đâu rồi, con lấy nước cho chú. Được chưa? Sau một phen hốt hoảng, cuối cùng cũng tìm thấy em và ngay lập tức nhắc nhở. Nó đi theo người lạ nha. Đi nhanh lên. Và lời nhắc nhở ấy ngay lập tức có tác dụng với Ken. Rồi, đây nè, chú dắt đi tìm mẹ rồi chị hai nhà chị Nga nha. Không. Chú dắt đi tìm mẹ. Không. Trời ơi, chú mà bây giờ trốn không có được đi. Đi tìm mẹ đâu rồi, bé đâu rồi. Trời ơi, rồi. Em trốn à. Thôi chú về nha, bữa khác rồi, bây giờ chú qua chú mua sao nha. Bye con nha. Ken nó đi trốn mà. Chưa, trời ơi, trời. Luôn nghe lời chị tuyệt đối, nhưng Ken vẫn có chính kiến của mình khi khẳng định. Chưa, không quá lâu rồi hả? Sau một phen hú vía với hai vị khách tới thăm nhà, thì từ giờ hai chị em lại có thể yên tâm quay trở về chơi với mấy chú gà con được rồi. Bỏ, buông ra. Chấm con gì? Con gà con, gà con à. Mở lên, mở chuồng lên. Bắt gà con phải từ từ. Ôi, bắt được rồi. Bắt được hai con. Không nhớ đi, không nhớ đi. Nhột quá. Ai điện kìa? Để ai nghe cho. Ngay lúc đó, mẹ lại gọi điện về và giao cho nhiệm vụ mới. Hả? Thấy không? Giờ đi liền nè. Dạ, con ngựa đây. Mẹ nó tự đi bộ xuống nhà má hai. Bé đây nè. Không có mẹ ở nhà, Suri đành nhận trách nhiệm giúp mẹ mang gà và coi sóc cậu em trai. Mặc dù rất thích gà con, nhưng đối với chú gà hơi lớn này thì... Gà gớm vậy trời. Trong khi ai đó lại đang bận rộn. Cậu em thì sốt sắng quá rồi. Tại vì anh thích cái lồng nó an toàn đó. Thôi đôi chứ lại sửa. Và giải pháp là... Con dám cũng gà đi gớ gì đâu. Thôi, vẫn chồng cái chân á, con chồng ngước gỗ xuống. Dạ. Yeah. Bé bé mẹ. Ua. Trời ơi, mẹ chứ tao phải cầm mẹ cho mình được nè. Sợ con gà không? Sợ. Nhưng mà hai phải kiềm chế cậu con gà ở dưới mẹ cho xuống nhà má hai nè. Chắc đi mẹ. Chắc dám không? Chắc dám không? Không không. Không thể nhờ cậy được ai, đành lấy hết can đảm và... Hai bạn đang sợ nhau. Bạn gà không sợ bạn Suri. Bạn Suri đang bạn sợ bạn gà. Wow. 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 Hai sợ quá. Wow. Nhưng mà hai cái chân chết tại chết không được. Anh nghe nhỏ lòng tiếng kìa. Trời ơi ghê quá. Ông Bảy lấy bắt. Ông Bảy bắt con gà gớm vậy. Đúng rồi, con gà gớm mà em cầm nổi. Trời ơi trời, trời ơi trời. Tôi sợ mày lắm. Lỡ nhận với mẹ rồi phải làm thôi. Cầm nó không sợ rồi đó. Hai nó cầm cho con được con gà này hả trời. Nhưng mà không biết cảm với sao giờ. Không biết. Sau một hồi loay hoay bế tắc trong việc tiếp cận chú gà bướng bỉnh, cuối cùng Suri đành... Nó không có nghĩ là phải cầm gà thấy gớm này. Con gà thấy gớm này em không cầm nổi. Cuối cùng bất đắc dĩ đành... Thôi, để con gà nãy đây. Thôi nhầm đi. Nhưng mà bỏ con gà nãy đây. Ghê quá. Đi. Với người chị có tính trách nhiệm này thì việc từ bỏ nhiệm vụ mẹ giao là một việc rất áy náy, cho nên kêu mẹ lên đây cầm gà ha. Cái này hay đi cho. Chân cầm đi hay đi mình cho. Đi mình kêu mẹ cầm gà. Ngày lúc đó
Mẹ ơi, con có nào để cặm gà nữa, con quá gớm. Con mới cặm chân nó mổ tay nè. Thế là con đưa gà con hồi nữa mẹ cặm con gà gớm này đi. Sau khi bàn bạc với mẹ thì cuối cùng Suri đã tìm được một phương án khả thi nhất. Đó là trên cặm con gà hay bỏ vô, không dám đâu. Vậy thì hãy chụp con gà vô. Nhưng vấn đề là làm sao bỏ được gà vào túi đây? Oh man. Oh no. À, hay quá. Ghê quá. Ghê vô cùng. Ghê vậy à, tôi không nổi. Đi chết. Cuối cùng cũng giải quyết được chú gà bướng bỉnh. Giờ thì mau lên đường hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao thôi nào. Tỏ ra rất hào hứng là thế, nhưng khi vừa bước đi được vài bước, Ken lại... Thôi lên hai cầm gà lại luôn đi. Lên cho hai. Mỏi tay rồi. Tụi tôi ơi, chạy nhanh giữa. Và ngay lập tức có người đã thay đổi thái độ. Nhớ mình đi theo người lạ nha. Anh ném thì người chị hai dễ thương sợ không cầm này. Hình như Ken phát hiện ra có điều gì đó bất thường với chú gà to. Hai đứa đi đâu đấy? Đưa cho má hai đi kìa. Chú vừa làm vườn xong rồi đưa gà cho má hai làm thịt hả? Và nguyên nhân khiến chú gà phải kêu thê thảm như thế đã được hé lộ. Nuôi xong bỏ ni lông này là nó chết á. Nha, nhưng mà con sợ nó mổ tay con. Con bỏ bịch ni lông ra không nó chết á. Chú đi đây. Ngày sau đó, Suri đã hành động để cấp cứu cho chú gà. Nhưng xem ra cách này không khả thi lắm đâu, Suri ơi. Cách này chết rồi đó. Tình hình nguy cấp và cuối cùng cũng đành... Trời ơi trời! Mới vận động dạng quá vậy. Mới vừa gặp mấy con gà đi trước. Bây giờ mày cả lâm cho tao hả? Chị mà chị động quá trời gà vậy. Nhưng giờ lại thêm một nỗi lo mới. Chị bỏ chạy. Bỏ chạy là chết luôn. Nó không có bỏ chạy đâu. Thủng một gỗ nè, không bỏ chạy sao? Hả? Mà nó bự quá khi nó bỏ chạy. Mặc dù có vẻ bị đuối lý trước những lập luận chặt chẽ của Ken, nhưng Suri nhanh chóng lấy lại uy quyền của người làm chị bằng cách... Nhớ mình đi theo người lạ nha. Em thấy không, trẻ con nó học rất là nhanh. Sau một cái tình huống nó căng thẳng với cái việc là em biến mất, là bây giờ lúc nào cũng nhắc em như vậy. Chạy quá nhanh nữa. Đường vào khu dân cư nhà má hai chỉ còn cách khoảng 300 mét. Cả hai đều rất phấn khởi. Nhưng ngay khi vừa qua đường thì lại có chuyện rắc rối. Ôi trời, chắc phải cầm một con gà quá. Mấy nửa con gà. Nhưng mà sao? Trời ơi, nó ị rồi. Có lẽ lúc này chú gà đang rất hối hận vì hành động dại dột của mình. Dùng gà lại. Hay quá. Hay quá. Vừa giải ơi. Quyết xong chuyện của chú gà thì lại đến Ken. Ngài ơi, em vẫn còn sức lại vậy nữa. Đi, bố đây. Sắp tới rồi. Kìa, anh nắm giống như là anh có được tiếp sức, được sạc pin hay gì dễ thương chứ sao. Con đường vào khu nhà má hai đã ở ngay trước mặt. Những tưởng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ thì lại có người níu chân. Hai con đi đâu hả? Nu về má hai đây nè. Lại đây chứ nó nghe nè. Gà đâu đẹp quá vậy? Đẹp cho hai. Má hai nhà kia kìa. Má hai nhà kia hả? Đổi chú con gà này đi, chú về chú nuôi nó. Chịu không? Nhưng mà con phải thành cho má hai. Bây giờ hay gì ba con cầm con lớn rồi thôi giờ cho chú đổi chú con nhỏ này thôi. Một con thôi cũng được. Đi Ken ha. Mặc dù luôn miệng ca thán về chú gà trên cả đoạn đường đi, nhưng rồi Suri vẫn quyết định từ chối thương vụ đổi chắc này. Thôi đi mình nhìn lại chú một con thôi mà, có gì đâu. Có muốn ăn bánh không? Nè chú cho bánh nè. Đi lại đây.
Trời, chị không ăn thì con ăn đi. Không ăn ba lắm. Con nữa không? Trước sự vồ vập của ông chú kỳ lạ khiến cho Suri và Ken bắt đầu cảm thấy cảnh giác và chạy là thượng sách. Vượt qua cám dỗ của bánh và kẹo, cuối cùng hai chị em đã có thể an toàn mang gà đến cho má hai. Nhưng... Sao đây? Má hai ơi! Cầm đi. Thôi thôi. Con gà hay gớm nè. Cầm gì đây? Em mất cầm gà con rồi. Cậu em trai này cũng rất biết cách để từ chối bà chị đánh đá của mình đấy chứ. Cầm giùm ai? Không. Cầm đi. Tao cho mổ rồi nè. Gọi cửa mãi mà vẫn không thấy động tĩnh. Cuối cùng Ken đành tìm sự trợ giúp từ các chú quay phim. Nhưng với bản tính đa nghi của Suri thì không bằng lòng với Ken một chút nào cả. Gọi cửa mãi trong vô vọng, cuối cùng hai chị em đành quyết định. Hai mình thả nó vô đó đi. Vậy quá. Thôi bỏ nó vô luôn đi. Không mở ra được mà bá. Hả? Chị này chị dữ lắm. Bỏ vô được gặp con quỷ tôi vậy nữa. Đợi xíu. Bỏ này vô nữa ra. Đóng vô lại. Mày đóng chuồng sao trời? Đóng chuồng thôi bà làm khó. Yên tâm khóa cửa lại chuẩn bị ra về thì một nhân vật khả nghi xuất hiện. Việc ông chú kỳ lạ lúc nãy cứ quanh quẩn chuồng gà đã khiến Suri cảm thấy bất an. Trong khi cậu em thì... Chú qua đây! Anh sợ á, anh sợ rất là... Giả mặt mày thiệt nha! Giả mặt mày thiệt nha! Không, cái hành động đó của Suri là vì Suri thật sự là bị áp lực đó anh. Căng thẳng quá rồi. Tại vì cái chú quay phim thật ra cũng là người lạ. Hành động khả thi của ông chú kỳ lạ đã khiến cho Suri không thể yên tâm quay trở về. Và giờ thì nước mắt đã rơi, Ken đã hoảng sợ rồi. Đây về. Mẹ. Trời ơi, thương quá, thương chàng trai nhỏ của tôi quá. Lúc này thốt lên cái câu con nhớ mẹ. Đứng gì mẹ cho. Sao? Nhớ mẹ lắm. Trời nhớ mẹ, trời dễ thương chưa. Mẹ. Sao? Sao khóc? Nhớ mẹ khóc không? Sao khóc? Nhớ mẹ khóc không á. Mẹ rước mẹ ra, mẹ rước mà. Vậy là ngày hôm nay cả Ken và Suri đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mẹ sao. Nhưng hơn tất cả, Suri đã thể hiện là một bà chị tuy nghiêm khắc nhưng vô cùng yêu thương và luôn bảo vệ cho cậu em trai của mình. Và Ken có lẽ từ bây giờ cũng biết đề phòng với người lạ hơn rồi. Giờ thì mau quay trở về cùng mẹ thôi nào.